Hello, xin chào mừng quý vị và các bạn quay lại với kênh Văn Thành nhà mới nha. Hôm nay Thành xin phép tiếp tục giới thiệu cho quý vị và các bạn một căn nhà tọa lạc tại vị trí nằm một mặt tiền đường nhựa lớn giao nhau với đường Hương Lộ 2 quý vị ha. Đây, một đường hai làn và xe hơi đậu thoải mái. Căn nhà mình thì là một căn nhà có diện tích ngang 4m và dài 14m, kết cấu là một trệt 3 lầu quý vị, trệt 3 lầu với 4 phòng ngủ, một phòng thờ và 5 nhà vệ sinh. Đó, một thiết kế hiện đại nằm trong một khu nhà cao tầng quý vị nhé, một khu nhà cao tầng đó, đều là 3 lầu hết nhé. Và phần ban công ở trước thì có những cái điểm nhấn là sơn giả đồng quý vị. Ở nhà thì có 2 lớp cửa, gồm một lớp cửa sắt, và một lớp cửa cuốn. Với một cái căn nhà nằm một vị trí thuận lợi, chúng ta có thể mua về đầu tư kinh doanh hoặc chúng ta cho thuê quý vị. Và vị trí căn nhà mình thì nằm ở một mặt tiền đường lớn và giá trị nhà thì đầu tư khá là ok. Và diện tích nó thì thầy xin nhắc lại là ngang 4 và dài 14m quý vị nha. Và vị trí mình đi di chuyển ra cô ốc Bình Tân nó rơi vào tầm khoảng 200m và di chuyển tới bệnh viện Bình Tân thì 300m quý vị. Và chúng ta có hai hướng để di chuyển, một là chúng ta đi về miền Tây, chúng ta có thể chạy ra Hương Lộ 2 quẹo trái, chạy ra hướng này chúng ta quẹo trái thì chúng ta sẽ đi về với miền Tây cao tốc Trung Lương. Còn quẹo phải thì chúng ta sẽ lại đi về ngã tư 4 xã và đi các quận trung tâm, ví dụ Tân Phú hoặc là Tân Bình gì đó quý vị. Rồi quay lại với nhân vật chính của chúng ta thì nó nằm trong một cái khu nhà xây dựng 3 lầu hết. Và có những mẫu nhà thì đều khác nhau và nhà mình xây riêng biệt quý vị nha. Đó, mỗi căn thì đều xây riêng biệt hết. Và như quý vị có thể thấy là xe hơi qua lại, hai làn chạy thoải mái luôn nhé. Đó, 16 chỗ, 3 gác. Đó, rất là tuyệt vời, một căn nhà nằm mặt tiền đường lớn. Cửa cổng bảo vệ rất là chắc chắn. Rồi ở đây là chúng ta có một không gian phòng khách khá là rộng rãi quý vị. Đối với những quý vị nào, cô chú anh chị nào mà thích những căn nhà kiểu cơ bản và không thích gắt lửng thì đây là một căn nhà mà chúng ta có thể có sự lựa chọn riêng. Căn này thì sẽ không có gắt lửng nha. Thì đổi lại cho chúng ta là những cái khoảng không gian tầng thì nó sẽ cao trần hơn, và những mảng tường quý vị này, căn này thì ốp gạch rất là sạch sẽ luôn, bóng kín toàn bộ từ dưới lên trên luôn. Đấy. Thành thì đang quay vào lúc 7 giờ sáng quý vị ha. Rất là sạch sẽ và mình xem lại khoảng không gian phòng khách này. Phòng khách nó rơi vào tầm khoảng 25m2 ha. Có hệ thống rèm sẵn luôn. Rồi có một cái kệ tủ để chúng ta bỏ những chai rượu để trưng bày, có thể là những chai rượu ngâm đông trùng hạ thảo này, rồi những chai rượu quý này, hay là những chai rượu vang chẳng hạn ha. Những mảng tường căn nhà này thì lúc đứng ngoài thì nó cũng là một cái mẫu nhà mà chúng ta có thể thấy rất là bắt gặp dọc đường rất là nhiều rồi, nhưng mà vào bên trong thì nó có thể có sự khác nhau. Đây, tủ bếp thì chúng ta có tủ bếp trên, tủ bếp dưới bằng gỗ căm xe và sơn màu đỏ rất là sang. Rồi ở dưới thì chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh một cái. Và mới ra cái khúc khoảng không gian thì ở dưới trời sau thì Thành lại cảm giác nhà mình cực kỳ là mát luôn. Đó, cực kỳ là mát luôn nha. Cái phần không gian sân sau dưới trời sau này thì nó rơi vào tầm khoảng gần 1m đó quý vị, để chúng ta có thể lấy thoáng, lấy sáng và lấy gió, cực kỳ là mát nha. Rồi chúng ta di chuyển lên không gian của lầu 1 quý vị nhé. Lầu 1 thì chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Mỗi phòng ngủ thì diện tích rơi vào tầm khoảng 20 m² nha quý vị. 20 m² ở đây thì chúng ta gồm có một toilet bên trong và một không gian phòng chỗ để ngủ, và căn phòng ngủ phía trước có ban công này. Ở gạch ở dưới lót cho chúng ta là gạch giả gỗ, và những mảng tường thì đều ốp gạch sạch sẽ hết nha, ốp gạch rất là sạch sẽ. Rồi, lầu 2 thì cũng tương tự quý vị ha. Cái nhà này thì có để cái khoảng không gian sân sau á, cho nên là sẽ không kiểu là giếng trời thông tầng, mà là cửa sổ ở phía sau luôn, nó rất là thoáng ha. Rất là thoáng nha. Căn này thoáng hơn những căn nhà thông thường rất là nhiều. Thầy xin phép bật mí giá luôn căn này á, giá bán hiện tại là 7 tỷ 3 và còn thương lượng nhé. Ngang 4 và dài 4. Wow, cái giếng trời thì ngay không gian của cầu thang này quý vị. Đây, giếng trời. Rồi, chúng ta có thêm một phòng ngủ ở phía trên này nữa. Phòng ngủ này thì cũng tầm 20 m² quý vị nhé. Lầu 3 đến cái phòng ngủ. Đây là phòng giặt này. Phòng giặt. Và xem ơi ở phía sau. Tổng cộng chúng ta có 5 phòng nha. Làm sẵn hệ vòm để che mưa che nắng và rất là an toàn cho mình như quý vị. Rồi quý vị nào mà quan tâm đến các nhà này có thể liên hệ cho Thành qua số hotline nha, và nhớ là đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thành nhé. Cần thông tin gì có thể bình luận bên dưới, hoặc là liên hệ trực tiếp cho Thành, hoặc là chúng ta có thể nhắn Zalo cho Thành nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau nhé.